Thưa quý vị và các bạn, vào tối 15 tháng 4 theo giờ Việt Nam, mẫu iPhone SE phiên bản 2020 đã được Apple công bố trên website của hãng. Thiết bị này chỉ có duy nhất một kích cỡ với màn hình 4,7 inch. Sản phẩm giữ thiết kế truyền thống với kiểu dáng bên ngoài giống hệt iPhone 8, không có màn hình tai thỏ như bộ ba iPhone 11. Mặt lưng kính kết hợp với khung viền nhôm bo cong, chống nước đạt chuẩn IP67. Màn hình HD sử dụng tấm nền LCD, hỗ trợ công nghệ TrueTone, dung phản hồi Haptic Touch, HDR10 và Dolby Vision, không có Face ID. iPhone SE mới vẫn dùng cảm biến vân tay Touch ID quen thuộc. Tuy nhiên đổi lại, mẫu iPhone SE giá rẻ mới được trang bị chip A13 Bionic giống hệt với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Pin hỗ trợ sạc nhanh với khả năng nạp 50% dung lượng pin chỉ trong 30 phút. Hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi. Hạn chế của sản phẩm nằm ở camera khi vẫn sử dụng hệ thống ống kính đơn với khẩu độ f1.8, cảm biến độ phân giải 12 megapixel. Máy có thể chụp ảnh chân dung xóa phông nhờ vào AI giống như iPhone XR. iPhone SE phiên bản 2020 có giá bán lần lượt là $399, $499 và $549 cho các phiên bản 64, 128 và 256GB. Apple sẽ cho người dùng đặt hàng trước kể từ ngày 17 tháng 4 và giao hàng từ 24 tháng 4. Theo một số nhà phân phối và hệ thống bán lẻ ở Việt Nam, iPhone SE 2020 chính hãng có thể xuất hiện chính thức ở Việt Nam vào cuối tháng 5. Mức giá dự kiến dành cho các phiên bản 64GB, 128GB và 256GB lần lượt xấp xỉ 12 triệu đồng, 14 triệu đồng và 17 triệu đồng. Cả ba đều có giá rẻ hơn nhiều so với iPhone 11.